Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thì mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hình thành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất ô tô, phấn đấu đáp ứng được 30% cho đến 40% nhu cầu linh kiện phụ tùng của sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Tuy nhiên thì cho đến nay, việc đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ chưa được quan tâm nên khả năng cung cấp linh kiện của các doanh nghiệp trong nước còn thấp. Điều này khiến mục tiêu xây dựng công nghiệp hỗ trợ ô tô ngang bằng với các quốc gia khác trong khu vực đang là thách thức rất lớn. Theo Bộ Công Thương, hiện nay cả nước có trên 400 doanh nghiệp tham gia sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho tổng công suất lắp ráp thiết kế các chủng loại xe con, xe tải và xe khách khoảng 460.000 xe một năm. Nhờ có chính sách hỗ trợ của nhà nước, ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô cũng đã sản xuất được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, một số phụ tùng, linh kiện, thiết bị đáp ứng được một phần nhu cầu cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và đã có một số sản phẩm xuất khẩu. Tuy đạt được một số thành công nhưng ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đang phải đối diện với khá nhiều khó khăn và thách thức. Từ năm 2018, thuế xuất nhập khẩu đối với xe ô tô nguyên chiếc giảm về 0% nếu đạt tỷ lệ nội địa hóa 40% trở lên. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa đến nay mới đạt khoảng 20%, với một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản có hàm lượng công nghệ chưa cao như là gương kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy, xăm lốp, sản phẩm nhựa vân vân. Chỉ một số ít doanh nghiệp đầu tư dây chuyền dập thân vỏ xe. Việc liên kết và chuyên môn hóa giữa các doanh nghiệp trong sản xuất lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng linh kiện chưa hình thành được hệ thống quy mô lớn, do đó cần có chính sách phù hợp khuyến khích để phát triển ngành ô tô nói riêng và công nghiệp hỗ trợ nói chung. Ở chúng tôi cho rằng là cái nhóm chính sách để mà gọi là khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ ở trong nước theo cái hướng là cũng giảm thiểu cái chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ này để từ đó làm tăng sức cạnh tranh cả về giá cả, đồng thời là những cái thuận lợi khác để mà tăng sức cạnh tranh về mặt chất lượng, kể cả khoa công nghệ. Và như vậy nó sẽ hội tụ cùng một mục tiêu, đó là giảm thiểu nhập khẩu và giá tăng phát triển trong nước trên cơ sở những chính sách khuyến khích nó theo những cái chiều phù hợp. Rõ ràng, ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô tại Việt Nam không phải là không có cơ hội phát triển. Với lợi thế từ một quốc gia có nền sản xuất linh kiện xe máy với tỷ lệ nội địa hóa chiếm tới khoảng 80-90%, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể chuyển dịch sang sản xuất linh kiện phụ kiện cho ô tô. Phát huy được lợi thế này thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu lắp ráp ô tô trong nước, đồng thời hướng tới xuất khẩu. Hiện nay một số doanh nghiệp đã biết tận dụng mọi cơ hội để đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư thông qua hội chợ triển lãm, diễn đàn chuyên ngành để phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô. Nhiều doanh nghiệp như là Tập đoàn Ô tô Thành Công, Trường Hải, Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VEAM đã mạnh dạn liên doanh liên kết đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ trong việc sản xuất linh kiện phụ tùng. Vimoto cũng đã đề ra cái phương án lộ trình để nội địa hóa sản phẩm của mình. Nhà máy cũng đã có cái nhà máy dập, có cái xưởng dập, vì có những cái hai máy dập 35 tấn và một máy dập 70 tấn, cũng như là dập cabin taxi để tạo nên sản phẩm của mình. Thì hướng tới đến 2018 thì Vim sẽ đưa ra cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nội địa hóa tối ưu để xuất khẩu với các nước trong ASEAN. Là bước chúng tôi cũng đã chuẩn bị việc là đầu tư cái cơ sở, các cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc, thiết bị cũng như là các cái trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm. Rồi gần đây nhất là chúng tôi đang nghiên cứu để triển khai báo cáo, triển khai cái tổ hợp sản xuất lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp Hán Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình. Đây là một cái bước đi mà đầu tư mang tính dài hạn của doanh nghiệp để với mục tiêu là hiện thực hóa những cái chiến lược qua cái quy hoạch và cái định hướng của chính phủ. Với mục tiêu duy trì sản xuất và phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô, Bộ Công Thương cũng đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dựng dung lượng thị trường bằng việc phê duyệt triển khai các chương trình xúc tiến thương mại chuyên ngành ô tô và linh kiện, hỗ trợ thị trường trong nước bằng các rào cản kỹ thuật, chống gian lận thương mại như khai báo thuế, gian lận CO của tỷ lệ nội địa hóa ô tô để đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp khu vực ASEAN. Các biện pháp hỗ trợ mang tính chất gián tiếp để tác động vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam thì chúng tôi nghĩ có khi còn quan trọng hơn các giải pháp hỗ trợ trực tiếp. Và cũng bên cạnh đó thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ để tạo điều kiện hình thành cái chuỗi cung ứng linh kiện và phụ tùng để giúp các nhà sản xuất lắp ráp trong nước có thể hạ được giá thành sản phẩm
và từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng lộ trình cụ thể, trình chính phủ điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có tỷ lệ nội địa hóa cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua liên doanh liên kết và đầu tư chuyển giao công nghệ.